Thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành một số những cái bài tập, những chương trình đơn giản để hiểu được cái bài số 2 là cái topic về chuyển động. Như vậy là trên màn hình của sân khấu thì chúng ta chú ý hai cái yếu tố quan trọng nhất liên quan đến chuyển động, đó là cái tọa độ của nhân vật nằm trong cái sân khấu có cái chiều dài là 480 pixel và chiều cao là 360 pixel, ở điểm giữa là tọa độ 0,0, và cái thứ hai là cái hướng của nhân vật. Mình chúng ta sẽ làm quen với những cái các cái bài tập đơn giản. Ví dụ tôi muốn để ở đây và tôi muốn cho con mèo nó chuyển động xung quanh cái sân khấu này với cái chiều bước đi của nó. Ví dụ ở đây ta để là 150 bước chẳng hạn, thì chúng ta thiết lại sau đây. Tôi sẽ cho nó lặp lại là 4 lần. Mèo đi 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 về phía trước của mình, hiện nay mèo đang hướng về bên phải, đi về phía trước là ví dụ là 150 bước, sau đó thì quay trái và đi một tiếp 150 bước nữa, và cứ như vậy thì từ đó là 4 lần để chúng ta thực hiện lại nó nhé. Chúng ta cho cái vòng lặp là 4 lần, cái lệnh lặp rất là hay dùng ở trong Scratch, và cho mèo chuyển động về phía trước ví dụ như là 150 bước, sau đó mèo sẽ quay bên trái, chúng ta kéo lệnh thơn trái ra sang, và ở đây ta để là 90 độ, mèo sẽ chuyển động xung quanh cái màn hình là 90 độ. Để như này thì nó chạy rất nhanh, và chúng ta cần cho mèo nghỉ một chút để chúng ta quan sát được cái như vậy. Đây là cái lệnh mà cái đoạn trình đơn giản để mèo chuyển động xung quanh cái sân khấu này, đi mỗi bước là 150 bước. Chúng ta chạy thử nhé. Đó, như vậy là mèo đã chạy đi mỗi bước là 150 bước. Chúng ta có thể dùng cái cách làm này, chúng ta có thể mô tả nhiều con vật chuyển động trên sân khấu. Bây giờ chúng ta hãy làm một trình khác. Bây giờ chúng ta cho mèo chuyển động chính xác từ vị trí này, hiện thời này, đến góc, ví dụ góc bên phải này của sân khấu, xong đi lên phía này, xong đi sang phía này, xong đi xuống phía đây, xong lại quay về đây. Chúng ta mô tả lại tương đối là chính xác cái đường đi của mèo, mà bây giờ chúng ta không dùng cái lệnh move nữa, mà chúng ta dùng lệnh go to. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ dùng cái lệnh là gì? Chúng ta dùng cái lệnh là glide to, thì nó mô tả cái mèo nó chuyển động rất là chính xác. Chỗ đây hiện thời ở đây chúng ta thấy là khi các bạn đưa lên đây, các bạn nhìn thấy đây hiện ra đây chính là cái tọa độ của mèo hiện thời. Đó. Thì bây giờ tôi mô tả như sau nhé. Bây giờ mèo sẽ chuyển động từ bên này sang góc bên phải, chúng ta sẽ chuyển động. Vì chúng ta giả sử chúng ta mèo chuyển động từ góc trái sang phải là mất là 2 giây. Như vậy từ đây là mất 1 giây, đi lên mất 2 giây, đi lên mất 2 giây, 2 giây chúng ta mô tả cho nó chính xác cái đó nhé. Như vậy từ đây là sẽ mất 1 giây. Nhưng mà là đây là cái lệnh glide, mất 1 giây từ vị trí hiện thời đến vị trí ở bên phải này. Bên phải này là x, ví dụ từ đây x thì là, ví dụ nhé, ở đây x là 200, còn y thì vẫn giữ nguyên với cái vị trí này, vậy là chiều y không thay đổi. Bước tiếp theo, mèo sẽ chuyển động lên trên, thế thì chúng ta sẽ làm lệnh tương tự như vậy nữa, thì nó có cái chức năng là tạo ra cái lệnh hình như vậy, cách là nhấn chuột phải chọn lệnh là duplicate. Đó. Đây nhé. Thì ở đây mèo sẽ chuyển động với cùng cái chuyển động lên trên này. Để đây là mất, khi lên trên sẽ là mất 2 giây. Như vậy từ đây là mất 1 giây, từ đây là mất 2 giây. 2 giây chuyển động lên trên này. Với cùng tọa độ là x thì đó là vẫn là 200, còn y sẽ lên với là ta để đây là y chạy đây khoảng 150 nhé. 150. Đó. Tiếp theo mèo sẽ chuyển động sang bên trái. Ta sẽ dùng lại là glide to và mất là 2 giây. Sang bên trái về vị trí ở vị trí này, x thì nó sẽ giảm đi còn -200. -200. Y vẫn không thay đổi, y vẫn là 150. Vậy mèo chuyển động lệnh này là chuyển động từ góc phải trên sang góc trái trên. Tiếp theo mèo sẽ đi xuống với một kia cũng là 2 giây, xuống vị trí nào, xuống vị trí là x thì sẽ xuống giữ nguyên ở đây,
xì vẫn là trừ 200, xì vẫn là trừ 200. Nhưng mà y sẽ xuống vị trí đây, vị trí này này, chính là trừ 97. Đó, y đây sẽ xuống là trừ 97. Sau đó là mèo sẽ chuyển động về vị trí ở đây. Thì mèo sẽ chuyển động với vận tốc là vẫn với thời gian là 1 giây, một nửa ở đây thôi. Và đến vị trí trí gốc hiện thời ở đây. Lại vị trí đây là vị trí gì? Lại vị trí là x xì bằng đây. Thật nhìn là thấy cái vị trí hiện thời của mèo đây. X xì bằng 12 và y bằng 97. Chúng ta chạy thử cái này nhé, và chúng ta quan sát được cái con mèo chạy như thế nào. Ta chạy thử này. Đấy. Mèo sẽ đi lên. À, ở đây chúng ta không cho mèo quay hướng, để cho mèo chạy như vậy thôi, đi từ bốn quay hướng cũng được thôi. Tôi sẽ làm cho mèo sẽ quay hướng nhé. Bây giờ mèo từ đây sẽ chuyển sang bên đây là hướng này, vì tôi cho mèo là sẽ quay hướng khoảng 90 độ. Thì để ta chạy vào giữa đây. Đấy. Và ra cũng như vậy, chúng ta sẽ thân trái là 90 độ, tất cả là 90 độ hết nhé. 90 độ, copy vào đây, copy vào đây, copy vào đây. Đấy, và cuối cùng là đi này. Chúng ta làm chạy thử cái gì này nhé. Quay lên, đó, quay xuống, quay nữa này, quay nữa này. Đó, đi về vị trí cũ. Thì đó là một cách chúng ta vẫn dùng cái lệnh, vẫn dùng các cái lệnh điều khiển, nhưng mà đi theo một cách khác. Nhé. Thì bây giờ chúng ta hãy làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cho ta sẽ đưa vào đây thêm một con nữa, thêm một con nữa. Còn bảo chúng ta cũng cho nó chạy tương tự như vậy, và chúng ta muốn cho hai con đó là nối đuôi nhau chạy. Bây giờ chúng ta cho một con nữa vào đây nhé. Con gì nào? Một con chó nhé. Để ta làm cho con chó này. Sẽ đưa con chó vào, và chúng ta sẽ cho chó nó chạy với cái vận tốc với cái cách tương tự như vậy. Và ta chưa muốn, ta sẽ điều khiển cho chó chạy cũng như vậy, đi vòng quanh sân khấu và về trở về vị trí cũ. Mà tôi sẽ điều khiển sao cho là mèo với chó luôn 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 đi cạnh nhau, và luôn luôn là mèo đi sau con chó. Đây, con chó sẽ nằm ở đây nhé. Mèo ở đây. Đó. Chó sẽ chạy về đây và lên đây, sang đây và đây xuống đây. Đầu tiên tôi điều khiển con chó nó sẽ như sau này. Tôi sẽ điều khiển con chó tương tự như mèo, nhưng chỉ khác là cái đoạn này thôi. Con đoạn lên đây là giống này, lên sang đây là giống này, xuống đây là giống này. Nhưng mà chỉ khác nhau ở cái đoạn ngang này thôi. Bây giờ tôi sẽ, anh em mèo đang, chó đang ở cái vị trí là đây, 103. Và đây là tôi để nó là trừ 97 đi nhé. Trừ 97, trừ 97 cho nó giống ở cái ngang với con ấy nè. Đây, chữ đây, trừ 97, trừ 97. Tôi chạy thử nhé. Thì mèo đang, mèo chó đang ở đây nhé. À, xin lỗi, đây là chữ 97. Rồi. Và như vậy là ở đây chó nó chạy rất là giống mèo. Thì tôi có thể là copy toàn bộ chương trình này sang cho mèo được. Copy như sau này, tôi có thể kéo thả cái này sang cho chó này. Đấy, người ta thấy chó nó có cái bài này. Nhưng bây giờ chó nó khác. Là bây giờ chó nó chuyển động ở đây, vì chó nó ở đây, mèo nó ở đây, cho nên chó nó chạy đây không phải là một giây. Đây vẫn là hai giây, nhưng mà ở đây chỗ này không phải một giây, mà chỗ này là một nửa giây. Đây là một nửa giây, hai giây, và từ đây tới đây là 1,5 giây. Chúng ta chỉnh sửa một chút đây là được nhé. Ở đây nó sẽ là 0,5 giây. Nếu đi hết như vậy, hai giây lên, hai giây đi sang ngang sang trái, hai giây đi xuống, và cuối cùng ở đây là gì? Cùng ở đây là bao nhiêu, là 1,5 giây về vị trí cũ của mình. Chỗ này chỉ không phải 12, chỉ đây là 103. Ta để đây chỉ là 103. Đó. Thế bây giờ chúng ta đã có một cái bức tranh rất là hai hành trình điều khiển chó và mèo chạy song song với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là mèo của chó là lần lượt đi vòng quanh, và mèo luôn luôn bám sát con chó. Đây là một cái bài tập mà tôi đã đưa ra trong chương trình của chúng ta. Chúng ta sẽ làm chạy thử nhé. Đấy, quả thấy là mèo nó luôn đi sau con chó. Chính xác luôn. Tôi dừng lại. Thì đó là một cái ví dụ rất là hay về cái học cái này để chúng ta hiểu được các lệnh điều khiển trên sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm những cái lệnh khác nhé.
Bây giờ chúng ta điều khiển cái khác đi. Bây giờ chúng ta muốn là cho chó nó chạy, chó và mèo cùng xuất hiện ngẫu nhiên ở trên sân khấu và xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên và chủ động với một hướng ngẫu nhiên trên sân khấu và góc cạnh thì bật trở lại. Thì ta sẽ làm một trình khác nhé. Bây giờ tôi đóng này lại, cái khóa này tôi xóa đi. Xóa đi mèo, mẹ xóa đi để tôi làm lại. Xóa đây, làm lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho điều khiển con mèo con chó như thế này. Đây. Thì đầu tiên ta cho điều khiển con chó trước nhé, mèo làm tương tự. Thì đầu tiên ta cho con chó xuất hiện ở một vị trí cũng như trên màn hình. Ta dùng lệnh nào? Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là go to. À đây, có lệnh go to này nhưng mà có go to nó là có cái lệnh là go to cái vị trí random position ở trên màn hình. Ta dùng lệnh này nhé. Đó. Sau đó thì chó sẽ hướng về một hướng ngẫu nhiên ở trên màn hình. Chúng ta dùng cái lệnh là một point in direction, nhưng mà đây chúng ta không có một lệnh cụ thể mà ta có một cái vị trí ngẫu nhiên, một hướng ngẫu nhiên trên màn hình. Hướng ta biết rồi, hướng của nó là có thể từ 0 đến 360 độ. Chúng ta sẽ vào cái lệnh trong toán tử, cái nhóm toán tử có cái lệnh là sinh ngẫu nhiên một số trong khoảng từ vị trí này đến vị trí kia, từ góc này đến góc kia. Chúng ta đưa vào đây, bạn nhớ các bạn đưa con đưa này vào sát đây và thế sáng lên ta thả ra đó. Người ta chọn ở đây là ở đây là 0 độ và ở đây là 360 độ, 360 độ được chưa? Tôi đưa vào đây và bây giờ chúng ta cho chó sẽ bắt đầu sẽ chuyển động vĩnh viễn bằng cái lệnh là forever và chó sẽ chuyển động với cái vận tốc là 10 bước một lần như thế này. Bây giờ ta thêm một lệnh nữa để điều khiển khi mà chó gặp cạnh thì bật trở lại. Chúng ta dùng cái lệnh, đây là chính lệnh rất quan trọng, rất hay dùng là khi gặp cạnh thì nó bật trở lại. Đây là cái lệnh khi mà gặp cạnh thì con chó nó quay hướng theo một hướng đối xứng hướng đã đến ở cái cạnh đó. Tự đi vào đây, đây chính là cái đoạn lệnh mô tả cái lệnh lặp vô hạn, chó chuyển động vô hạn theo 10 bước 10 bước 10 bước khi gặp cạnh thì bật trở lại. Chúng ta chạy thử cho chó nhé. Thế chó sẽ chuyển động rất là ngẫu nhiên đấy, góc cạnh thì bật trở lại. Bây chúng ta thêm một động tác nữa là tôi muốn khi chó góc cạnh thì chó sẽ kêu gô gô, vì con chó đã, trong con chó đã khi mà ta đưa con chó vào nó có sẵn cái âm thanh là tiếng gô con chó đây, nghe thử nhé. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ lập trình để mà điều khiển nếu mà chó góc cạnh thì chó sẽ tiếng kêu. Thì bây giờ ta phải thêm lệnh nữa là lệnh điều khiển rẽ nhánh, tức là lệnh if. Trong cái nhóm mà lệnh điều khiển thì có mà nó có cái lệnh if đó. Đây này. If là nếu cái gì đó thì làm cái gì đó. Nếu mà cái điều kiện trong cái ô vòng này là thực hiện thì lệnh này sẽ thực hiện. Vậy là chúng ta hình ngay là chúng ta dùng cái lệnh tạo âm thanh. Đây, play sound đây. Ở đây phải làm lệnh là kiểm soát là khi nào chó gặp cạnh thì chúng ta dùng cái lệnh đặc biệt ở trong cái nhóm cảm biến. Chúng ta học cảm biến sau, nhưng đây là chúng ta học trước là nếu mà chó gặp cạnh thì là một lệnh cảm biến rất là hay của Scratch. Chúng ta vào sensing là Scratch là cảm biến, chúng ta dọn cái chữ là lệnh là touching là nếu mà va chạm, khi mà chạy chúng ta va chạm một cái gì đó thì đây kéo vào đây mà chúng ta chọn cái là va chạm vào cái edge cạnh. Như vậy là đây là một cái biểu thức hay là cái hàm luôn trả về giá trị là đúng hoặc sai, đúng vừa vặn với cái biểu thức if này. Chúng ta đưa này vào đây đó và cả cái này chúng ta đưa vào bên trong này đó, thì nó sẽ là kia khi chó gặp cạnh thì chó sẽ kêu gô gô. Vậy tất cả cái này nằm trong cái vòng lặp này nó liên tục xảy ra thì nó đúng chuẩn. Chúng ta muốn chúng ta chạy chạy thử nhé. Đấy. Sao chó lại không kêu à? Không phải kêu chứ hả? Lại nè, chắc nó có một cái lỗi gì đó. Thôi được nha, nó phải kêu nhé. Bây giờ chúng ta làm tương tự cho mèo. Mèo cũng sẽ là hệt như vậy, thì chúng ta có thể copy toàn bộ trình này sang cho mèo. Chỉ có điều khác bây giờ là mèo bây giờ không phải là cái tiếng kêu là go go nữa, mà chúng ta chọn ở đây con mèo. Mèo sẽ là tiếng kêu meo meo. Ta chọn cái âm thanh khác của mèo là meo meo đây. Đấy, chúng ta có thể quan sát cả hai con cùng chạy nhé. Sao nó không kêu? Đấy.
đấy, nó kêu đấy. Được chưa? Thì đó là mô hình này đơn giản, tôi đã bài tập này tôi đã đưa cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp theo một cái nhóm lệnh nữa, ok, mà chúng ta đã tôi đưa cái bài tập cho các bạn sẽ phải làm theo cái cách này. Tức là chúng ta có rất nhiều cách chúng ta mô tả các cái vật chuyển động từ bên phải sang bên trái của màn hình, từ trên xuống hay từ dưới lên. Bây giờ tôi sẽ làm mô tả một cái bài toán như sau. Bây giờ tôi sẽ làm mới một cái các bạn có thể ghi lại nhé, các bạn có thể ghi lại một cái file này, thành chúng ta cứ lưu lại để dùng sau này. Ta dùng lại là file save, và khi ghi lại chúng ta sẽ nhập cái tên file là cái tên file là gì, là ví dụ như là bài 1.sb2, ta chọn cái đuôi nó là sb2, ta sẽ ghi ra một cái bài như vậy. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái bài mà rất quan trọng, cái bài số 6, số 5, số 6, số 5 đấy. Chúng ta làm là tôi mô tả cái bài là có một quả bóng rơi từ trên xuống, cầm thanh ngang điều khiển thì nó bật trở lại. Đây là một bài toán, là một trò chơi rất đơn giản mà chúng ta có thể làm ngay ở thời kỳ đầu của chương trình của chúng ta. Mình sẽ làm thử nhé. Thì chúng ta sẽ đưa vào màn hình hai nhân vật mới là nhân vật quả bóng đây, quả bóng đây, và thứ hai là cái nhân vật tiếp theo, nhưng mà thứ hai ta thêm vào đây, bóng vào đây là thêm nhân vật nữa, ở nhân vật kia cái thanh ngang ta kéo ra tìm cái thanh ngang. Đây, thanh ngang đây nhé. Đấy, thanh ngang. Đó, thanh ngang đây. Được chưa? Chúng ta có thể phóng to thanh ngang một chút. Bấm vào đây để ta phóng to thanh ngang này. Đấy, cho nó dễ làm. Được chưa? Bóng, ta có thể làm cho nó to ra một chút. Rồi, đây là bóng này, thanh ngang. Bia mèo là không cần nữa, chúng ta xóa đi. Bấm vào đây, chọn nút, chọn chuột phải, chọn phím delete, lệnh delete cho nó xóa. Rồi, thì chúng ta sẽ điều khiển bóng riêng và thanh ngang riêng. Bia bóng là gì? Chúng ta đã mô tả lại, bóng khi xuất hiện ở phía trên màn hình ngẫu nhiên và rơi xuống bên một vận tốc cố định. Đó. Và khi nếu gặp cạnh ở dưới này thì dừng lại, coi như là thua. Còn khi gặp cái thanh ngang sẽ bật lên. Bên một góc là ngẫu nhiên từ âm 15 đến dương 15 độ. Chúng ta làm thử cái đó nhé. Đây, chúng ta làm trình rất đơn giản thôi, các bạn vào để làm trình thôi. Đầu tiên bóng phải xuất hiện ở phía trên của màn hình. Thì chúng ta đặt lệnh gì? Chúng ta đặt lệnh đầu tiên là gì? Là cái lệnh gì? Là đây, chúng ta vào các cái lệnh đơn giản nhất là cái lệnh là set x và set y. Là như vậy là đơn giản nhất. Đầu tiên là y là phải đặt là nó là phía trên màn hình, đặt luôn, bắt đầu vào đặt cứng là y ở phía trên, chính là y ở 180. Chúng ta nhớ lại cái tọa độ của cái sân khấu của chúng ta là ở phía trên này là 180 là tọa độ y, ở dưới này là âm 180. Còn x gì? Bên trái là âm 240, bên phải là 240. Và x gì là đây, tôi muốn x gì là phải là nó hiển thị ở một cái vị trí ngẫu nhiên ở trên màn hình này. Chúng ta chọn đây là gì? Chọn cho nó là một cái random từ âm 240 đến 240. Như vậy ta muốn là quả bóng xuất hiện ngẫu nhiên từ phía trên của màn hình mà nó sẽ rơi xuống. Thì để rơi xuống được, chúng ta sẽ phải cho nó là hướng xuống dưới. Chúng ta chọn cái lệnh là point in direction và cho nó xuống dưới là giữ góc là 180 độ, là down xuống. Rồi, bây giờ ta bắt đầu cho quả bóng sẽ rơi xuống cách tự do. Chúng ta đưa nó vào một vòng lặp như thế này và cho nó rơi xuống với cái vận tốc là 10 step như thế này nhé. Vậy nó rơi xuống, bên ta cho nó điều khiển cho nó là khi mà nó gặp cái thanh ngang này nó sẽ bật lên. Thì chúng ta dùng cái lệnh ta vừa làm xong, cái lệnh là nếu gặp cạnh thì bật lên. Chúng ta bây giờ cho dùng cái lệnh nếu này, và chúng ta dùng cái lệnh cảm biến là va chạm. Chúng ta biết rồi là chúng ta vào sensing và gặp lệnh là touching. Chúng ta chọn ở đây là touching cái pedal là cái là chính thanh ngang đây, cái nhân vật là pedal. Và khi gặp pedal thì bóng sẽ bật lên trên là gì? Bật lên trên là chúng ta sẽ phải quay hướng cho nó, point in direction lên trên với một góc là gì? Không thì là hướng thẳng lên trên, nhưng mà ta muốn góc là từ âm 15 cho đến dương 15 độ. Ta để vào đây. Đây chúng ta âm 15 đến dương 15. Được chưa? Đó.
Thì đưa nó vào đây. Và tất nhiên nữa là nếu gặp cạnh thì nó sẽ bật bật trở lại, ta đưa vào cái đoạn đó nhé. Anh em ở đây, nếu gặp cái đỉnh ở đây thì nó sẽ bật trở lại. Ta nhấn vào lên trên này. Đó. Bây giờ chơi thử này, cái bóng 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 rơi xuống này, đó, bật lên đúng không? Bây giờ muốn là tôi bảo thêm là khi bật chuyện bật vào cái thanh này thì nó kêu lên một tiếng. Tôi sẽ đưa vào đây thêm lệnh nữa. Bật cái bóng này nó có cái âm thanh là pop bây giờ. Chúng ta đưa vào cái lệnh là âm thanh play sound pop, tôi đưa vào đây. Nếu gặp cạnh thì pop một tiếng, chúng ta làm nghe thử này. Đấy. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ điều khiển tiếp theo này. Chúng ta sẽ điều khiển cái thanh ngang này sang phải sang trái. Thì chúng ta dùng phím phải trái của bàn phím chúng ta điều khiển. Thì ở trong phần mềm có rất rất nhiều các lệnh điều khiển như vậy. Các lệnh điều khiển dùng sự kiện để ta điều khiển cái thanh ngang này. Thì chúng ta bấm vào nút thanh ngang để chuyển sang cái màn hình lập trình của thanh ngang. Và chúng ta sử dụng cái sự kiện là gì, là khi mà người dùng bấm nút bấm phím đây này. Thì bấm lên ta chọn nhé. Để nó có rất nhiều loại phím khác nhau. Đây, phím, có các loại phím trên bàn phím. Thì chúng ta lựa chọn cái phím là phím ngang nhé. Là phím right, phím left, right này. Chúng ta phải chọn nút đây là left này. Left. Được chưa? Nhưng sang phải thì cái thanh ngang sang phải một chút. Và nếu mà ta bấm phím trái thì thanh ngang sẽ sang trái. Dùng lệnh gì? Chúng ta dùng cái lệnh sự kiện ở đây và ta dùng cái lệnh là trên trên x gì được không? Trên x kéo ra đây. Nếu mà sang phải thì trên x là 10 cũng được, 10 sang trái là trên x thì là âm 10 đấy. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu có thể lập trình được rồi, ta có chạy được rồi, bấm vào đây và chúng ta sẽ điều khiển đấy. Ta vừa xong phải sang phải sang trái điều khiển kia đó. Đấy, được chưa? Vì chúng ta sẽ làm tiếp tục bước phần cuối cùng là nếu mà bóng là mà xuống đến đáy thì là thua, dừng lại. Thì chúng ta sẽ phải thêm lệnh nữa vào đây. Nếu đây chúng ta phải làm cái lệnh vào control trong lệnh nếu if then này. Tôi đi vào đây này. Nếu gì? Nếu có bóng mà xuống đáy. Không không dùng lệnh là gặp cạnh nhé. Gặp cạnh thì về đây có gặp cạnh ở trên thì nó bật xuống lên rồi, nhưng phải dùng lệnh khác là nếu bóng mà xuống đáy. Tức là gì? Nếu mà cái tọa độ y của bóng mà xuống sát tới đây thì bóng chúng ta sẽ cho dừng chương trình. Thì ta dùng cái lệnh là if gì? If mà chúng ta vào cái các cái lệnh toán tử thì nó có cái hàm kiểm tra nếu nhỏ hơn này. Nếu mà tọa độ y của ta dùng cái hàm rất quan trọng là cái hàm này, là hàm này mô tả cái tọa độ hiện thời của bóng. Tọa độ y hoặc tọa độ x thì tọa độ y chứ. Suy này là y, chúng ta nếu mà y mà nó thấp xuống phía dưới này, tức là y ví dụ y nhỏ hơn âm 160 chẳng hạn, thì nếu như vậy thì nó dừng lại. Chúng ta dùng cái lệnh nữa trong cái các cái lệnh điều khiển của SCAD, lệnh dừng chương trình, lệnh stop on là dừng chương trình. Đó, thấy đây nhỉ, dừng chương trình. Thế mà như vậy bây giờ chúng ta đã làm được một cái mô tả là một chương trình hoàn chỉnh điều khiển của bóng. Ta chạy thử nhé, ta phóng to nó chạy thử. À, nó chưa đến được. Vì chúng ta để ta cho sửa một chút nhé. Vì cái đèn nó hơi thấp sâu quá, chúng ta để là âm 150 thì chắc là nó sẽ được. Âm 150 đúng rồi. Làm lại nào, chúng ta chạy lại nhé. Chúng ta chỉnh sửa. Đấy, dừng lại rồi nhé, mình ta làm lại này. Quá khó đúng không? Chúng ta sẽ vì nó chạy mà không, chúng ta không thể điều khiển được, nó hơi khó một tí, thì chúng ta là cứ chạy đi. Không thể chạy được. Rồi bia có thể ngon lành được rồi. Đấy nhé. Lại thua. Đó là cái bài tập mà đây là cái bài tập mà rất là hay mà quan trọng. Đây là cái bài tập mẫu. Có lẽ bài tập đầu tiên mô tả một cái game đơn giản ở trên Scratch. Chúng ta tạm dừng ở đây hôm nay ở đây nhé.